Thị trường trước khi vào sóng thì VN Index của chúng ta cần phải có những cái nhịp điều chỉnh và test lại và thậm chí là nó sẽ có những cái phiên rũ mạnh, nó đều là những cái yếu tố tất yếu mà thị trường này cần phải trải qua. Và đấy nó là những cái nhận định và những cái chia sẻ mà mình đã trao đổi với các anh chị xuyên suốt cái quá trình vừa rồi. Và trong cái phiên ngày hôm nay, thị trường của chúng ta nó đã xuất hiện một cái pha mở biên rũ hơn 10 điểm. Thì liệu rằng đây nó có phải là một cái phiên thể hiện được cái sự rủi ro nó bắt đầu nó quay trở lại hay không? hay là chúng ta sẽ có được thêm những cái dữ kiện về thị trường sắp tới thì trong video ngày hôm nay mình sẽ cùng với các anh chị phân tích và bóc tách về cái phiên thị trường nó rũ rũ mạnh ngày hôm nay để chúng ta sẽ có được cái sự chuẩn bị tốt nhất trong những cái phiên giao dịch sắp tới nhá ok thì lần đầu tiên thì cho mình gửi lời chào đến các anh chị đang theo dõi kênh youtube của cô minh thì các anh chị theo dõi kênh của mình thì hãy dành ra một chút thời gian để like cũng như là bình luận ủng hộ cho cái kênh của mình nhá ok ạ à. thì đầu tiên thì mình sẽ cùng với các anh chị phân tích về thị trường chúng trước thì với thị trường chung của chúng ta ngày hôm nay thì mình thấy là thị trường nó có một cái phiên mở biên và cái mức thanh khoản nó cũng ở cái mức trung bình thôi. Đó, thì trước mắt là cái phiên này này, nó là một cái trạng thái giảm và nó thể hiện được một cái trạng thái tâm lý của nhà đầu tư trong cái giai đoạn này. Được chưa? Một cái trạng thái tâm lý là mọi người đã bị đè nén rất là lâu rồi. Bởi vì là trước đó với những ai mà mua sau những cái phiên bùng nổ này này thì gần như nhá. Đấy thì cả cái quá trình vừa rồi dù nó có kéo lên 1290 gần như là lãi nó cũng chỉ gọi là những cái trạng thái lãi mỏng dính chưa? và thị trường chỉ cần một hai phiên thôi nó kể cả nó đi ngang làm sao mất hết lãi nhá và đến những cái lúc mà thị trường nó điều chỉnh này, này thì nó làm sao mọi người lại quay trở lại một cái trạng thái lỗ được chưa đối với những ai mua đuổi nhá đối với những ai mua đuổi mua dướn nhá còn ai mà mua gọi là mua ở đỉnh này thì đảm bảo là bây giờ đều đang ở những cái mức lỗ 5 đến 7 đó nên là với một cái trạng thái mà thị trường nó lâu ngày nó không được ăn ấy ạ? thì nó sẽ tạo thành một cái trạng thái nó dồn nén đến tâm lý nhà đầu tư ở những cái vùng này. Đấy và nó chỉ cần có một trong những cái biến đúng không? Thì mọi người bắt đầu lại lôi hàng ra bán, nó thể hiện ra một cái cái điểm xấu của ngày hôm nay, giảm điểm nhá. Nhưng mà mình đánh giá cái trạng thái thị trường này nó rũ này này, nó không phải là một cái trạng thái tiêu cực. Nhá, nó không phải là một cái phiên mà nó thể hiện được cái sự rủi ro. Ví dụ chúng ta nhìn vào những cái phiên mà thị trường rủi ro ấy, nó thường nó sẽ là những cái phiên rũ với cái thanh khoản nó rất là lớn. Mặc dù sau đó thị trường nó có phục hồi nhưng mà làm sao? Về cái 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 đường đi của nó sau đó ấy, thì gần như là nó sẽ rất là gian nan, đúng không ạ? Đây, mình đánh giá này, những cái thời điểm mà thị trường nó bắt đầu nó có những cái phiên gọi là gì? Rơi, được chưa? Nó có những cái phiên rơi và thanh khoản nó bị ao ra, nhá, nó thể hiện là những cái trạng thái bán tháo. Thì làm sao? Sau đó thị trường nó gần như là nó sẽ đi rất là khó chịu. Được chưa? Còn những cái trạng thái mà thị trường nó mở biên này này, với cái mức thanh khoản ở cái mức trung bình ấy thì gần như là thị trường của chúng ta nó đi nó vẫn là vẫn rất là êm đúng không? Vẫn rất là êm. Đó, nó chỉ là một cái trạng thái mà nó nó khó chịu đối với những anh chị nào mà gọi là mua đuổi, mua dướn ở trên cao thôi đó và nó không phải là những cái trạng thái rủi ro nên ví dụ như là những cái trạng thái này được chưa đấy thị trường nó cũng có một cái trạng thái nó rơi và nó nó bị mở biên ra đây đúng không giảm gần 8 điểm đấy cắt xuống dưới em 20 đó nhưng mà sau đó chúng ta nhìn này đấy chỉ cần một vài phiên sau đó thị trường nó cân bằng và thậm chí nó vào sóng luôn đấy hay là những cái thời điểm này thị trường này cũng thế nhá những cái phiên mà thị trường nó mở biên này, này, nhưng cái mức thanh khoản nó không quá lớn nhá nó không phải là những cái phiên mà thị trường nó nó mở biên và nó nó thể hiện một cái trạng thái lực cung nó ảo ra lớn như thế này được chưa? đấy thì chúng ta thấy là bảo là bây giờ nó là một cái phiên mà nó rũ gọi là gọi là rủi ro thì mình đánh giá là nó không phải nhá mà nó, nó chỉ là những cái trạng thái mà nó nó thể hiện cái trạng thái là tâm lý của nhà đầu tư thôi được chưa? mọi người gọi là ở cái giai đoạn này gần như là cầm đến 3 tháng à ba tuần đúng không? không có lãi đấy mà thành, tài khoản nó cứ bị làm sao? nó cứ bị cắt dần cắt dần cắt dần đấy và gần như không có lãi thì mọi người sẽ bị làm sao cái tâm lý nó sẽ bị dồn nén Đấy và nó sẽ dồn nén thì mình cũng có trao đổi với các anh chị từ trước rồi đấy, đúng không? Đến khi mọi người bị dồn nén ấy, thì áp nó sẽ có những cái phiên mà nó thể hiện một cái phiên mà nó mở biên nó rũ mạnh. Đấy nó thể hiện một cái trạng thái tâm lý của mọi người không thể chịu được nữa. Đấy và bắt đầu là là rời bỏ thị trường. Thì đây nó cũng là một trong những cái mục đích của một cái pha LPS. Đó, đây này, mình sẽ giới thi... à, mình cho các anh chị xem này. À, đây là cái chia sẻ của mình ở trong cái gọi là cái cái file chiến lược đầu tư trong giai đoạn tháng 9 đó thì mình luôn luôn trao đổi với các anh chị là là trong cái nhịp này này nó bắt buộc nó sẽ phải có những cái cú điều chỉnh và test lại đi ạ và cái pha điều chỉnh này, này nó dự kiến nó sẽ có điều chỉnh về những cái vùng 125x 126x đấy thì đây nó là những cái thời điểm mà chúng ta nên cây mua hơn là việc chúng ta nhìn vào những cái trạng thái thị trường rủi ro đấy và những cái trạng thái này thì mình luôn luôn trao đổi với các anh chị rồi đây này à, với pha rút chân này nhà đầu tư có thể kỳ vọng là nhịp kéo Ờ, trong trường hợp thị trường tiếp tục bị đè và ngược lại về dưới vùng 1263 thì vùng 1250 sẽ là vùng lý tưởng để tiếp tục mua gom khi điều chỉnh. Đó thì những cái trạng thái này là mình luôn luôn trao đổi với các anh chị. Đúng không ạ? Và và mình cũng có phân tích và trao đổi với các anh chị về một cái trạng thái đó chính là đây ở đây thì mình không nói. Đó chính là cái thị trường này này. Đấy, nó cần phải có những cái nhịp test lại để làm gì? Thứ nhất là nó sẽ kiểm định lại những cái lực cung ở phía bên trên này đúng không ạ để nó xem là cái lực cung ở đây nó có quá có nhiều hay không được chưa? Và chúng ta thấy là nó không có những cái phiên gọi là bán tháo và thanh khoản nó bị nó bị ao ra. Thì thứ nhất là chúng ta thấy là nó đang kiểm định lại cung đang khá là ok đúng không? Như là lực cung nó không quá lớn. Đấy, chúng ta thấy là sau cái phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cái lực cung của thị trường nó không quá lớn. Đấy và thứ hai. Đấy chưa? Và thứ hai nó là một cái mục đích thị trường nó test lại là nó để rũ bỏ những nhà đầu tư yếu kém. Đấy nên là mình thấy là với cái phiên này nó là hợp lý đúng không? Bởi vì là mọi người ở những cái vùng này gần như là đánh không có lãi 3 tuần, được chưa? Đấy và thậm chí là còn bị lỗ ngược thì ắt là sẽ có một cái tâm lý là thôi, chán nản với thị trường này lắm rồi, đúng không? Và bắt đầu làm sao? Thoát hàng, bán ra vợ, đúng không? Hoặc là thậm chí là clear hết, rời bỏ thị trường. Đấy, và trước khi mà thị trường vào sóng ấy, thì đa phần nó sẽ luôn luôn tạo cho tâm lý nhà đầu tư một cái trạng thái như thế. Đây này, đúng không ạ? Nó sẽ làm sao? Nó cứ mở biên, mở biên, mở biên. Đấy, và nó cắt, nó cứ cắt dần, cắt dần, cắt dần tạo một cái tâm lý cho nhà đầu tư là đoạn này đánh chả có ăn gì cả nó là một cái trạng thái rủi ro đúng không ạ đây bây giờ chúng ta nhìn lại ở cái thời điểm này ai mà chả nhìn thấy ba bốn cây nến giảm này thì chả thấy rủi ro đúng không ạ hay là những thời điểm này nhá đấy đánh mãi ở đoạn này không có ăn thì nó sẽ làm sao nó sẽ có những cái nhịp rũ này được chưa nó sẽ có những cái nhịp rũ này nó sẽ có những cái phiên mở biên này thanh khoản nó ảo ra không quá lớn nhá đấy thì chúng ta thấy là cái lực cung ở trên này nó không còn quá nhiều nữa rồi đấy và nó sẽ có những cái thời điểm mà nó nó điều chỉnh nốt để làm gì để trước khi nó vào một cái nhịp sóng mới được chưa hay là những cái nhịp này cũng thế này đây nhá đây những cái trạng thái rũ này chúng ta không thấy những cái trạng thái mà nó gọi là gì nó bị bung thanh khoản ra hay là những thời điểm này, này đây thời điểm này mới là đúng này chúng ta nhìn này một quãng thời gian rất là lâu mọi người gọi là gì đánh mãi không có ăn được Đấy chưa Đấy, nó cứ kéo lên rồi lại giật xuống kéo lên rồi lại giật xuống đánh mãi không có ăn thì làm sao nó sẽ có những cái phiên gọi là gì nó bị rũ ra với cái thanh khoản à với cái thanh khoản thấp nhá nhưng mà bị rũ biên khá là lớn đúng không cái phiên này là một cái phiên giảm 26 điểm đó thì chúng ta thấy là đây nó thể hiện một cái trạng thái là tâm lý là mọi người không thể chịu đựng được nữa rồi như chưa lại đánh mãi có ăn đâu đánh mãi có ăn đâu trừ khi là những ai gọi là đánh đánh xuất sắc đánh từ những cái vùng trước này đến những cái vùng này gọi là uh, chủ động được chốt lời đúng không thì gọi là còn có ăn nhá chứ gọi là cứ uh, đánh gọi là đu đu ở trên này, này, Đấy, đa phần là mọi người sẽ gọi là gì fomo ở những cái vùng đỉnh này, này. đấy fomo vùng đỉnh này này nên là những cái pha mà nó rũ này này Nó sẽ là sao? Quét hết những nhà đầu tư yếu kém Ra khỏi thị trường Và chúng ta nhìn thấy sau đó này Thậm chí thị trường làm sao? Tạo đáy và đi lên luôn Và tạo sóng luôn nhá Và từ những cái pha này này Bắt đầu là sóng chứng Bắt đầu sóng bất động sản Nó vào sóng và nó kéo lên luôn Được chưa? Đó nên là mình thấy là Với cái trạng thái này thì chúng ta Mình đánh giá là thị trường Nó đang Nó đang đi Nó gọi là nó đang đi theo đúng quy trình của nó đúng không ạ và những cái pha mà thị trường test lại này, này nó đang thể hiện cho chúng ta là đây nó đang là những cái tín hiệu mà thậm chí nó còn là tích cực hơn được chưa nó còn là tích cực đấy với những ai mà có cái sự chuẩn bị tốt thì thậm chí đây nó còn là những cái tín hiệu tích cực đấy ví dụ như là những anh chị nào mà mình có trao đổi rồi đấy là nếu các anh chị nào mà thật sự là đoạn này không đánh chắc tay hoặc là những cái anh chị mà nào mà gọi là đánh không giỏi thì tốt nhất là gom được bao nhiêu trước khi thị trường bùng nổ thì giữ bấy nhiêu cho mình được chưa đến bao giờ thị trường nó phải có những cái nhịp test lại rũ đấy nó phải có những nhịp test lại rũ cân bằng đi lên lúc đấy chúng ta mới đánh lại sau Đúng không? Các anh chị có công nhận không? Hai là với những anh chị nào mà gọi là đánh đánh ở những đoạn trên này này. Đấy, đánh những đoạn trên này thì phải làm gì? Phải chủ động cơ cấu danh mục cho mình, đúng không? Phải chủ động một cái tỷ trọng là luôn luôn cái tỷ trọng là nó không được không được thứ nhất là không được full và thứ hai là không được full, không được margin, Đúng không ạ? Và luôn luôn giữ một cái tỷ trọng nó ở một cái mức hợp lý, ví dụ như là 60 40 hoặc là 70 30. Đó. Và không được để những cái vị thế gọi là đu đỉnh ở đây này. Đấy, không được giữ những cái vị thế như vậy. Được chưa phải hàng về mà không có lãi là phải cơ cấu luôn đấy nên là với những anh chị nào mà có cái sự chuẩn bị tốt nhá thì mình đánh giá là những cái nhịp tiết này này nó lại là những cái cơ hội cho chúng ta bắt đầu một cái nhịp mới và gom dần nhá nên mình đảm bảo là với những anh chị nào mà mua đuổi những cái phiên này này kể cả là mua ở những phiên bùng nổ ấy đến bây giờ giá nó quay trở lại những cái vùng đấy hết đấy chưa và nếu các anh chị bắt đầu ở đây một cái nhịp mới này, này thì chúng ta sẽ có được những cái vị thế nó tốt hơn nhá và chúng ta không bị trải qua một cái trạng thái tâm lý là nó 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 lâu mà nó không không có ăn Đấy chưa? Đấy Nên là mình đánh giá là với những anh chị nào mà bắt đầu một cái sự chuẩn bị mới ở đây này Thì mình thậm chí là mình đánh giá là nó còn là tốt hơn rất là nhiều nhá Đó Đây này ờ Mình đã trao đổi với các anh chị khá là nhiều ở trong những cái video trước Đúng không ạ? Đấy kể từ những cái lúc mà thị trường nó tạo đáy xong Và nó kéo lên đến những cái vùng cản một 2, 9, 10 thì mình luôn luôn đề cập với các anh chị đó chính là thị trường này của chúng ta nó bắt buộc nó phải có những cái nhịp test lại nhá để thị trường vào sóng ấy, thì nó bắt buộc nó phải có một nhịp test lại còn nó test đến đâu thì thật sự là mình không biết nhá nhưng mà đến khi nào mà thị trường của chúng ta nó thể hiện một cái trạng thái là mọi người chán nản và nó phải có những cái trạng thái mà nó rũ nó rũ bỏ nhá thì đấy nó là những cái thời điểm thời cơ để chúng ta nhảy vào làm gì chúng ta nhảy vào chúng ta gom hàng để chúng ta gom hàng giá rẻ để chợ đây này kể cả những thời điểm này, này đúng không ạ đấy luôn luôn để cả với các anh chị nhá đấy, kể cả thời điểm này là thời điểm 26 tháng 8 đúng không ạ đấy cũng kể cũng trao đổi với các anh chị là thị trường này nó cần phải có một nhịp rũ đúng không ạ chứ mình không đề cập với các anh chị ở những cái vùng này mua đuổi làm gì cả đúng không ạ với các anh chị nào mà có theo dõi kênh của mình ấy, thì chắc chắn cái giai đoạn vừa rồi rất là chán bởi vì là ngày nào thì cũng chỉ trao đổi với các anh chị về cái định hướng hoạch định trong tương lai thôi chứ không có đề cập với các anh chị là mua gì đúng không mua gì ở trong những cái thời điểm mà thị trường hưng phấn này cả bởi vì bản chất trong cái thời điểm thị trường hưng phấn này các anh chị mà mua đến bây giờ lỗ hết lỗ hết luôn đó đấy chúng ta có đồng ý không ví dụ như là tng đúng không những cái thời điểm này những cái con như tng nó thể hiện một cái sức mạnh nó rất là tốt và mọi người thể hiện một cái sự phô mô rất là nhiều ai cũng hỏi là tng này có mua được không em nếu không mua thì có sợ nó chạy mất không nhá nhưng mà lúc đấy mình luôn luôn đề cập với các anh chị là các anh chị cứ chờ đi nhá cứ chờ đi sẽ có những thời điểm mà nó test lại về những cái vùng mua và thậm chí là nó còn thấp hơn những cái vùng mà các anh chị định mua cơ nhá nên là cứ chờ cho mình chờ bao giờ test lại thành công chúng ta sẽ lấy vị thế được chưa? Và sau khi mà nó test thành công ấy nó thậm chí nó sẽ xuất hiện những cái siêu cổ phiếu mà chúng ta không đường trước được đâu đây này uh, ví dụ như là FTS nhé đúng không Đấy, trong những cái video trước này kể từ những cái phiên mà con FTS nó bùng nổ lên ở trong cái phiên bùng nổ theo đà ấy, thì mình cũng có phân tích là những cái con FTS này nó sẽ kiểu nó cứ lình xình lình xình linh xình đi lên nhá đấy và trong cái quá trình đi lên này này các anh chị nào mà mua đuổi mua dướn ấy thì gần như là không có ăn hoặc là có ăn thì cũng chỉ ăn khoảng một hai phần trăm đấy chưa nhưng mà nó chỉ cần có một nhịp rung lắc thôi là gần như là lỗ hết và nó sẽ quay trở lại những cái điểm mua ban đầu của các anh chị luôn. Đúng không ạ? Đấy, hay là những cái trạng thái của PDR này đúng không? Đấy đây là cái thời điểm mà thì ngày nào thì mình cũng không nhớ. Đấy cái thời điểm mà thị trường này mà ai cũng bảo PDR là một trong những cái cổ phiếu gọi là dẫn sóng của bất động sản. Đúng không? Các anh chị có công nhận không? Và ai cũng khen PDR đẹp. Thì mình có trao đổi với các anh chị là những cái con này này nó chỉ là những cái con hồi tốt thôi nhá. Đấy, và trong những cái nhịp sắp tới nó sẽ có những cái nhịp mà nó rũ tương đối là nhanh. Và những con này nó rũ nhanh xong ấy, thì nó cũng sẽ hồi lên nhanh Nhưng mà nó sẽ luôn luôn nó sẽ đi mãi một cái biên ngang yeah. nhá Và chắc chắn là các anh chị đánh những cái cổ phiếu này mà các anh chị mua đuổi thì không bao giờ có ăn Đấy Đúng không ạ? Hay là kể cả gần đấy nhất này, những cái cổ phiếu như là NIF này đúng không? nó có bùng lên này Thì mình vẫn đề cập với các anh chị một cái view đó chính là Những cái con này nó sẽ cần phải test lại những cái điểm gọi là Những cái điểm bùng nổ của nó được chưa? Và nếu nó test thành công thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ vào sóng nhá yeah. Đấy do đó là Uh, trong cái file chiến lược mà mình có trao đổi với các anh chị ở cái thời điểm mà cuối tuần ấy thì mình có gửi với các anh chị về những cái uh, điều mà các anh chị cần phải chú ý đúng cũng như là đề cập với các anh chị về những cái kịch bản đúng không ạ? Đây ví dụ như là cái kịch bản một mà mình đề cập với các anh chị là thị trường nó sẽ tiếp tục rung lắc điều chỉnh về vùng 125x. Đấy chưa? Và cái vấn đề chúng ta cần phải làm ấy đó chính là chúng ta sẽ kê mua thụ động. Đấy và kê mua đúng theo những cái vùng giá mà đã định sẵn mà mình có có gửi cho các anh chị trong du khuyến nghị đấy. Đây, đúng không ạ? chúng ta vẫn tiếp tục gom nhá. Đấy và duy trì nó chỉ ở cái ngưỡng khoảng 60 40 70 30 thôi. Được chưa? Đó. Đây này, và gom những cái cổ phiếu mà chúng ta đã định sẵn những cái vùng giá gom nhá. Đây, bây giờ công khai luôn với các anh chị này. Đây là cái danh sách mà mình đề cập với các anh chị mua ở cái phiên ngày 27 tháng 8 nhá. Đấy là mình đã đề cập trước với các anh chị là những cái vùng nào là những cái vùng mà chúng ta có thể mua được. Đấy với từng cổ phiếu nhá. Và thậm chí là bây giờ nhiều cổ phiếu nó vẫn chưa về những cái cái vùng mà gọi là gom mạnh nhất của chúng ta đâu. Đấy nên là Bao giờ ấy, mình lên cho các anh chị về kịch bản ấy, Thì cái hành động của chúng ta ấy, nó mới là cái quan trọng nhất nhá Là luôn luôn đề cập với các anh chị về những cái vùng gom Đấy, quan trọng nó phải là những cái vùng gom Đấy, đúng không ạ Đấy, luôn luôn đề cập với các anh chị những cái vùng gom Thì đấy là những cái cái vấn đề Những cái mà mình uh, vừa chia sẻ với các anh chị Đó chính là uh, Mục đích ấy, là mình thể hiện cho các anh chị đó chính là Chúng ta, nếu mà chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt ấy, Và chuẩn bị nó nó kỹ càng ấy, Thì không bao giờ chúng ta bị ngợp Bởi những cái phiên thị trường như thế này cả Nhá và bản chất thị trường cái phiên mà nó bị rũ với cái thanh khoản nó không lớn hơn trung bình như này này thì mình đánh giá là nó chỉ là những cái pha mà nó nó rũ rũ với những cái nhà đầu tư mà bị tâm lý đúng không? Gọi là mua cao trên này thôi nhá. Đấy, nên là về uh, về cái phiên bán này này thì mình đánh giá nó không phải là những cái phiên rủi ro nhá. Và thậm chí nó còn là những cái cơ hội cho những anh chị nào mà chúng ta giai đoạn vừa rồi chuẩn bị tốt thì trong giai đoạn sắp tới nhá, hãy chuẩn bị gom đi. Được chưa? Và cứ gom theo những cái vùng giá mà chúng ta đã định sẵn. Đó, mình lấy ví dụ này, nhá CM này. Kiên quyết những cái vùng này, này mình không mua nhá. Cứ phải rũ cho mình về những cái vùng 28 hoặc thậm chí là 27.5. Nó mới là những cái vùng gom mua đối với HCM cho mình. Đi Đấy hay là CTG cũng thế này. Đấy, dù nó có đẹp nó khỏe thế nào thì cái vùng gom mà mình đề cập ấy nó vẫn là những cái vùng khoảng 33 34 nhá. Đấy chứ không có hơn. Đấy không có hơn. Đấy chứ? nó không về thì thôi, nó không về mà nó bung luôn thanh khoản, nó tăng vượt đỉnh luôn thì càng tốt, chúng ta sẽ đi tìm những cái cổ phiếu Cùng dòng khác mà đánh. Chứ không nhất thiết là chúng ta cứ phải đánh một cái cổ phiếu như thế này. Đó thì đấy là một số những cái chia sẻ mà mình có trao đổi với anh chị nhá. Đấy, chứ bản chất là thị trường này này. Khi mà nó có những phiên bùng nổ ấy, thì hầu như là nó đều phải có những cái nhịp gọi là test lại nhá. Đấy và những cái nhịp mà nó test lại nó không hề đơn giản. Đây các chị nhìn này. Nhá, rũ rất là mạnh, sau đó hồi lên này và sau đó làm sao? Một là đi đi gọi là cưa chân đàn nó cứ cưa từng ngày từng ngày vài điểm một đúng không? Đây, giảm 13 điểm, phiên sau giảm tiếp 4 điểm, phiên sau nữa giảm tiếp 8 điểm phiên sau nữa giảm tiếp 10 điểm thử thử hỏi các anh chị trong bốn phiên mà giảm đi 40 điểm các anh chị cực kỳ hoang mang luôn và ai mà gọi là những cái người mà đi mua mà gọi là đua đua những cái vùng trên này, này thì cực kỳ là chán nản nhá và sẽ có một cái trạng thái là clear bán đó rời khỏi thị trường bởi vì thấy thị trường này nó quá khó đánh nhá nhưng mà những cái thời điểm như vậy những cái lúc mà mọi người chán nản nhất ấy, thì thị trường làm sao nó sẽ bắt đầu vào sóng và nó đi lên được chưa nên là cái giai đoạn này mình đánh giá là nó là một cái bước ngoặt cho thị trường mà chúng ta cần phải chú ý được chưa ở đoạn này thì thật sự là mình chưa thể khẳng định được là nó sẽ làm sao nó sẽ đi lên và vào sóng luôn được hay chưa nhưng mà mình đánh giá là nó sẽ là một trong những cái bước ngoặt mà chúng ta cần phải chú ý nhé và nếu mà chúng ta lấy được những cái vị thế ở quanh đen này thì mình đánh giá nó là những cái vị thế nó an toàn được chưa dù thị trường nó có xấu nó vào một cái trường hợp mà mà mọi người bảo là uh, gọi là gì nó rũ và nó thủng luôn đó nó rũ và nó thủng luôn cái phiên bùng nổ thái đà này thì lúc này chúng ta cắt chúng ta cũng gọi là gì mùa nền và chúng ta cắt thủng nền thì nó vẫn là những cái vị thế mà chúng ta xử lý tốt đúng không ạ còn hơn là chúng ta cứ đi cố gắng đi mua đuổi trên này làm gì nhưng mà đến khi mà nó vào sóng nhé chúng ta sẽ có được những cái vị thế cực kỳ tốt luôn và chúng ta sẽ là những cái người chủ động đấy chưa đó thì đấy là trao đổi với các anh chị về cái thị trường chung này nhá đấy đa phần chúng ta nhìn này đấy. trước khi vào sóng thì nó làm sao nó phải có những cái pha rũ lại và nó phải có những cái pha test đấy chưa đấy thậm chí là đẩy những cái thời điểm này, này bùng nổ xong nhá sau đó này nó có những nó có những cái phiên test lại cực kỳ đau đúng không rũ một phiên mạnh này phiên sau rũ tiếp này sau đó cân bằng hồi lên này. hồi lên tưởng là ngon đúng không tưởng là ngon tưởng là đẹp đấy nhưng mà sau sau đó đi sao nó vẫn phải có một cái phiên rũ nữa đấy và chúng ta nhìn cái phiên rũ này thanh khoản nó không quá bùng đúng không thì có nghĩa là sao nó không thể hiện một cái trạng thái rủi ro thì ngay sau đó này phiên sau nó hồi luôn và sau đó nó vào sóng luôn đúng không ạ đấy thị trường này của chúng ta thậm chí nhá ngày hôm nay thì mọi người còn đang gọi là đang run nhưng mà ngày mai thì xem, ngày mai mà nó là một cái phiên mà nó phục hồi và nó lấp lại trên 1, 2, năm mà xem. Lúc đấy mọi người lại bắt đầu là uh, thị trường này đẹp quá đúng không? Đấy, đa phần là mọi người đều đều gọi là khi mà thị trường tăng ấy, thì mọi người đều cho rằng nó là đẹp. Đấy còn khi thị trường giảm thì mọi người đều có một cái trạng thái tâm lý chung là thị trường này nó xấu. Đấy chứ? Nhưng mà mình giai đoạn này thì mình lại ngược lại nhá. Khi mà thị trường nó tăng mà nó không có những cái tín hiệu rõ nét của một cái thị trường vào sóng ấy, thì mình cho rằng đấy nó chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta mua còn thị trường mà nó điều chỉnh nó giảm đúng không nó giảm nó điều chỉnh nhưng mà nó đi theo đúng những cái cái gì mà nó cần phải làm ấy ví dụ này đúng không nó đi lên về cái vùng cản là một hai và sau đó nó có những cái nhịp mà nó điều chỉnh nó test lại là bình thường đúng không chúng ta không thấy nó bung thanh khoản ra nghĩa là cái gì tay to đúng không các tay to người ta cũng chưa có cái trạng thái là bán hoảng loạn mà người ta chưa có một cái trạng thái là thoát hàng nên là mình đánh giá là nó chưa phải là những cái gì nó quá rủi ro với chúng ta cả ạ, Đấy. Thứ nhất là cung không quá lớn này, đúng không? Đấy. Thứ hai là những cái phiên này nó sẽ là những cái trạng thái mà nó rũ bỏ nhà đầu tư yếu kém, chưa? Đấy. Và thứ ba nó sẽ là những cái thời điểm để làm gì? Nó bắt đầu nó huy động lại dòng tiền, nó bắt đầu nó set up lại những cái cuộc chơi cổ phiếu nó về những cái vùng nền tích lũy. Đấy. Và sau đó thì làm sao? Khi mà thị trường nó phục hồi, nó sẽ bắt đầu nó huy động dòng tiền và nó sẽ bùng nổ lên. Đấy thì đấy nó sẽ là những cái cái yếu tố mà thị trường này của chúng ta nó vào một cái pha test nó sẽ phải trải qua đúng không ạ nên là các anh chị chú ý nhá các anh chị chú ý Ngày mai mà thị trường nó hồi lên phát là mọi người lại bảo thị trường này đẹp thế ngay Đúng không? Đảm bảo luôn Đó. Nên là cái hành động của chúng ta bây giờ nhé Là vẫn làm sao? Vẫn kê mua khi chỉnh cho mình Ví dụ chúng ta sẽ kê mua như thế nào? Mình sẽ lấy ví dụ này Đối với dG này Thì mình đánh giá là con này khả năng nó sẽ có một cái pha rũ nữa nhá. Những cái con này nó là những cái con hồi nhanh Đấy thì mình cho rằng nó sẽ rũ cũng khá là nhanh Nhá nó sẽ rũ khá là nhanh nhưng mà mình đánh giá là nó rũ nhanh xong nó cũng sẽ vẫn còn động lực để nó làm sao nó còn một pha hồi nữa đó nên là mình có trao đổi với các chị nhà đầu tư trong du khuyến nghị đó chính là nếu như mà những cái con mà nó có cái động lực khỏe nhịp vừa rồi ví dụ như là pdr ví dụ như là dg mà nó có những cái pha rũ biên lớn thì chúng ta hoàn toàn có thể bắt ở những cái phiên rũ như vậy ở những cái thời điểm mà nó hoảng loạn như vậy để làm gì để chúng ta canh những cái nhịp hồi đánh ngắn mình lấy ví dụ những cổ phiếu như là dig đấy những cái nhịp này những cái con dig nó là những cái cổ phiếu mà nó thể hiện được một cái sức mạnh rất là tốt đúng không ạ nó phục hồi rất là nhanh từ đáy và đa phần mọi người đều hô con này là một con dẫn sóng nha nhưng mà chúng ta nhìn này sau đó này nó có những phiên rũ này thậm chí là phiên sau nó còn rũ mạnh nữa đấy đấy và sau khi nó rũ mạnh này thì làm sao nó rút chân lên rất là nhảy được ạ? và nếu mà các anh chị gọi là tận dụng được những cái nhịp phục hồi này thì chúng ta cũng ăn được khoảng trên 10% nó cũng là nó cũng là hợp lý đúng không nó cũng là tốt đó thì đối với những cổ phiếu mà nó đang có động lực mạnh mà nó bị rũ nhanh ấy, thì các anh chị hoàn toàn có thể làm sao hoàn toàn có thể kê mua khi mà nó bị dụ nhá để ăn một nhịp hồi được chưa còn những con này bảo là để đánh một cái form chung dài hạn ấy thì không nhá mình chỉ đề cập đánh ngắn hạn thôi hay kể cả những cổ phiếu như là TNG cũng thế này đấy mình có đề cập là nếu mà nó rũ về những cái vùng bùng nổ trước của nó ấy, chúng ta hoàn toàn có thể mua ở những cái điểm test này được được chưa hoàn toàn có thể mua được những cái điểm test này, này đấy, ở những cái vùng dưới 26 đấy đúng không ạ nó test nó test lại khá là hay đấy chứ đó và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng cho một cái nhịp mà nó nó phục hồi lại, đi chưa? Nó phục hồi lại, chúng ta có thể làm sao? Chốt lời ở những cái thời điểm mà nó hồi phục, nhá. thì đấy nó sẽ làm một trong những cái kỳ vọng cho những cổ phiếu mà làm sao? cái nhịp mà nó phục hồi từ đáy nó đã hồi phục lên rất là nhanh và mạnh, nhá. Nó là những cái cổ phiếu mà nó có động lực hồi khỏe. đấy thì chúng ta có thể chú ý. đối với những cổ phiếu mà nó đã 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 hồi mạnh và nó bị, uh, gọi đã chiết khấu nó cũng nhiều, nhá. đấy còn những con này mà làm sao? nó bị thủng, nó bị thủng vào những cái nền này, này, đấy thì chúng ta cũng làm sao? nên thoát nhá đấy cũng phải quản trị rủi ro được chưa? đánh ngắn thì bao giờ cũng phải quản trị rủi ro thôi nhá chứ đánh ngắn mà các anh chị gọi là cứ ôm ấy gọi là đánh ngắn nhưng mà lãi thì lãi thì chốt nhưng mà lỗ thì cứ ôm ấy thì thì chết được chưa đấy là đối với một số những cổ phiếu mà mình có trao đổi với các anh chị nhá à, hay là chúng ta để ý này mwg này đấy <laughs> minh thử hỏi này nếu các anh chị nào mà mua ở những cái vùng dưới này này là những cái vùng mà mình đề cập các anh chị gọi là gì lấy vị thế đấy được chưa thì đến bây giờ những cái cổ phiếu này nó có bị ảnh hưởng gì không nó không hề ảnh hưởng và nếu các anh chị cứ ôm thôi, ôm xuyên suốt cái quá trình đấy thôi thì gần như là các anh chị sẽ không bị lỗ, đúng không? Chứ nhưng mà các anh chị mà kiểu cứ, cứ bay nhảy mà xem, đấy, cứ mua ở những cái vùng này đúng rồi, nhưng mà lên đến những vùng này chốt, xong bắt đầu lại thấy con đấy g đẹp quá lại bắt đầu nhảy sang đấy g, đúng không? Bởi vì thấy đấy g nó bay quá mạnh, tăng, tăng trần gần như là hai phiên, đấy thì gần như là thấy nó quá khỏe, thì bắt đầu đu vào nó, đúng không? Đu ngày một ngày hai thì thấy là ok con này, nó cứ giật xuống nó lại hồi lên, đúng không? thì luôn luôn có một cái mức lãi 2 3% nghĩ là ngon nhá, nhưng mà đến lúc nó rũ phát gần như là sẽ bị lỗ rất là nặng. Đó. Nên là cái vấn đề này là mình đã trao đổi với anh chị rất là nhiều rồi, chứ không phải là bây giờ mới trao đổi nhá. À, hay là những cái trạng thái chúng ta cần còn có những cái cái lưu ý gì về cổ phiếu nữa nhỉ? Đó. đấy là những cái trạng thái mà mình đánh giá là các anh chị cần phải lưu ý trong giai đoạn tới nhá. À, và trong cái giai đoạn này này, mình đánh giá là thứ nhất là các anh chị nên mua kê mua khi mà thị trường nó bị rung rũ điều chỉnh nhá trước mắt là mình đánh giá là cái vùng một hai này này nó là những cái vùng mà chúng ta có thể gom vào rồi nhá và các anh chị có thể nâng dần tỷ trọng lên 50 70 được nhá được còn đến lúc mà thị trường này nó nó có vào sóng hay không nó sẽ phải quyết định ở cái thời điểm mà thị trường nó cân bằng tạo đáy ở đây nhá nó cân bằng ở đây mà nó có những cái trạng thái mà lực cầu nó quay trở lại được chưa và quan trọng là chúng ta nhìn ấy, là nó có những cái cổ phiếu leader nó dẫn dắt thị trường đi lên hay không chưa? hay là nó có sóng ngành đi lên hay không nhé nếu như mà sau cái nhịp test này chúng ta nhìn thấy thanh khoản cải thiện leader dẫn dắt thị trường sóng ngành xuất hiện thì lúc đấy thị trường chúng ta đánh thoải mái luôn đánh full margin được được chưa thì đấy nó sẽ là một trong những cái cơ hội mà chúng ta cần phải cần phải tâm ngắm trước được chưa bây giờ thì nó chưa lộ diện đâu nhưng mà đến lúc nó lộ diện ấy, mà các anh chị không có sự chuẩn bị tốt ấy thì gần như là các anh chị không giảm đánh ví dụ như là đoạn này Nha đây lộ diện sóng chứng khoán vào mà các anh chị không đánh ấy, thì gần như là các anh chị sẽ bỏ lỡ một con sóng rất là lớn luôn được chưa hay là đoạn này nhá sóng banh này hay là những cổ phiếu như là viettel post này gvr này đấy mà các anh chị nhìn thấy cái cái trạng thái của nó vào sóng ấy mà các anh chị không đánh là các anh chị sẽ bỏ lỡ luôn nhá nên là cái giai đoạn này nó không phải là thời điểm mà các anh chị chán nản để rời bỏ thị trường mà các anh chị ok danh mục của các anh chị nào mà mua đuổi mua xấu các anh chị cơ cấu cũng được nhưng mà đừng có rời bỏ thị trường quá sớm nhá mà hãy theo dõi trong cái nhịp sắp tới nếu như mà nó có một cái trạng thái cân bằng ở đây này thì chợ và nó quay ngược trở lại nhá nó có thanh khoản ồ vào nó có leader dẫn dắt nó có sóng ảnh thì lúc đấy chúng ta làm sao có bao nhiêu tiền chúng ta đánh hết vào đấy đi chợ đấy là một số những cái lưu ý đối với thị trường Và bây giờ là mình sẽ trao đổi với các anh chị về cổ phiếu nhé trao đổi với các anh chị về cổ phiếu xem có những cái cổ phiếu nào hay đấy như danh mục của mình thì mình cũng có đề cập với các anh chị về những cái cổ phiếu khỏe như là dpg này, này đúng không đấy các anh chị nhìn ra những cái thời điểm mà thị trường rung lắc các anh chị mua ấy, thì gần như là nó sẽ làm sao chả bị lỗ được luôn được chưa đấy bây giờ chấp cho thị trường nó có rút một nhịp nữa đi đấy chấp cho thị trường nó rút một nhịp cái con dpg này mà về những cái vùng khoảng 51 này, này đến 52 nó là những cái vùng gom cực kỳ ngon luôn nói thật với các anh chị là như thế hay là hdg vậy nhá chấp cho nó một cái nhịp mà nó rũ ngày mai đi nếu mà ngày mai thị trường nó thể hiện một cái trạng thái mà nó nó bị uh, uh, tiếp nối cái phiên ngày hôm nay đúng không nó bán nhanh ở trong cái phiên buổi sáng nhá thì nó về những cái vùng khoảng 27.5 bảy này, này nó là những cái điểm mua cực kỳ ngon mình lấy ví dụ uh, mình lấy ví dụ cho các anh chị về trường hợp này của của thị trường nhá ntl đấy đúng không nó cũng là một cái trạng thái đi ngang nhá nhưng mà chúng ta nhìn xem sau khi mà nó bị rũ này đấy nó ở, nó bị rũ những viên sau này đúng không thì con này nó sẽ bị nhúng một phát về đây nhưng mà sau đó thì sao sau đó nó sẽ rút chân rất là nhanh và sau đó nó làm sao vào sóng luôn được chưa đấy nên là thị trường mà nó điều chỉnh này này nó thậm chí nó lại là cơ hội cho các anh chị cơ được chưa nên là các anh chị chú ý nhá đấy, ví dụ như HDG các anh chị nhìn này nếu mà nó nhúng về những cái vùng 27 năm ấy nó là những cái vùng mà mình có đề cập gom cho các anh chị đúng không trong du khuyến nghị này có đề cập các anh chị gom từ 27 đến 27 năm nhé có nhúng về đấy các anh chị cứ mua cho mình được chưa hay là DPG những cái cổ khỏe này nhúng về đây các anh chị mua cho mình được chưa hay là um, kdh đúng không những cái con khỏe này nhúng về đây các anh chị mua cho mình nhá nếu có nhúng đấy còn chỉ sợ là nó không nhúng thôi hay là dg các anh chị cũng có thể đánh ngắn nếu mà nó nhúng về những cái vùng khoảng 14 này, này đến 14 năm này, các chị hoàn toàn có thể đánh được được chưa đấy đấy là trong trường hợp mà nó nhúng nhá còn trong trường hợp mà thị trường nó không nhúng thì sao đấy nó thể hiện nó có một cái phiên gọi là gì nó nó tăng ngược lên luôn nó tăng ngược lên luôn Đấy thì lúc này chúng ta sẽ phải nhìn vào những cái cổ phiếu mà nó đi ngược thị trường à, Mình lấy ví dụ ngày hôm qua, ngày hôm kia ấy, thì mình cũng có trao đổi với các anh chị về một cái trạng thái là cổ phiếu đi ngược đúng không? Thì ngày hôm nay có hai cổ phiếu đi ngược nó tăng trần Đó chính là TCO và NAF Đấy thì những con này thì gọi là gì? Những cái con đi ngược thị trường này, đúng không? Nó đã vào sóng rồi thì nó sẽ lỡ và nó sẽ nó sẽ làm sao? Nó sẽ phải cố kéo, nó giống như HAG đoạn này đúng không? Đấy, nó đã lỡ và nó đã lỡ đánh vào sóng rồi thì thị trường nó có rung lắc điều chỉnh thì những con này nó vẫn cân bằng rất là tốt và sau đó làm sao nó kéo một mạch luôn nhá nó kéo một mạch nên là những con như TCO này, thì mình đánh giá nó là những cái con mà nó đi ngược thị trường đấy hay là hay hay là NAF này đúng không đấy có trao đổi với các anh chị là nó có bung lên thế này rồi thì cứ chờ đúng không chờ nó test lại những cái điểm gọi là điểm vượt này này các anh chị mua rất là ok nhá rất là ok luôn đấy test lại những cái điểm này các anh chị hoàn toàn có thể mua được chưa bởi vì đây nó là những cái con đi ngược thị trường đấy, những con này thì gọi là thanh khoản nhỏ nhưng mà chúng ta cũng có thể là đánh lướt đánh ngắn đúng không? đánh tỷ trọng vừa phải thì đấy là hai con mà nó đi ngược thị trường ngày hôm nay thôi còn đa số là mình thấy là nó đều đều điều chỉnh nha nhưng mà nó điều chỉnh về những cái vùng giá gom nó là hợp lý đấy ví dụ như là masa này này nếu mà nó có điều chỉnh về những cái vùng khoảng 74 này nó là những cái vùng gom cho chúng ta nhá hay là cổ phiếu gom nữa để mình xem còn có cổ phiếu nào nếu mà ngày mai chỉnh chúng ta sẽ gom được không Uh, MWG thì vẫn đề cập về cách chị gom uh, Cái vùng đầu tiên là cái vùng 67 đến 68 được chưa? Còn nếu mà nó có những cái nhịp mà nó bị nhúng sâu hơn ấy, Thì nó sẽ là những cái vùng khoảng 66 đấy, đấy nó sẽ là những cái vùng gom cho chúng ta nhá, Luôn luôn sẵn sàng cho mình Nó sẽ là cơ hội đấy KDH đúng không? Vừa có trao đổi rồi uh... Xem có cổ phiếu nào hay không? Đấy, HPG này HPG Đấy, hồi phát tờ này nó lại rũ xuống luôn Đấy, những, con, những cái con kênh dưới thì các anh chị cứ hạn chế đánh cho mình nhé Đừng đánh cho mình làm gì Gần như là chả có lãi đâu Trong cái nhịp này DPM Đây, DPM trao đổi với các anh chị những cái vùng mua khoảng 34 năm Đúng không? Đấy, sau khi nó có một cái trạng thái kéo lên thì bây giờ nó cũng đang test lại Thì chúng ta cũng có thể uh, theo dõi nhé Có thể theo dõi nó ở những cái vùng vùng dưới này này Những cái vùng dưới test này Nếu mà nó có test chúng ta hoàn toàn có thể làm sao? vào từng phần nab này đúng không test lại rút chân rất là nhanh nhá, rất là khỏe con này thì mình đánh giá nó là một trong những con đi ngược thị trường đấy nên là nếu như mà uh, nếu như mà ngày mai nhá, thị trường của chúng ta ấy mà nó có một cái trạng thái mà nó hồi luôn tự nhiên những cái con như nab này nó tăng trần đi các anh chị có thể mua đuổi được cho mình nhá. có thể mua đuổi tăng trần được cho mình chưa? nó chỉ cần có một phiên nữa bùng nổ thanh khoản nó vượt được cho chúng ta cái nền này các anh chị có thể mua đuổi bởi vì đây nó sẽ là những cái con đi ngược thị trường nhá Đấy, nó có những cái phiên mà nó làm sao dòng tiền mồi ngày hôm nay nó kiệt thanh khoản nhá ngày mai mà nó có phiên gọi là bùng nổ lên thì chúng ta hoàn toàn có thể mua ở phiên bùng nổ đấy có trước đó là mình có đề cập với các chị mua những cái vùng khoảng 153 đến 158 tám ở đấy đấy đã có ở trong du khuyến nghị nhá HCM thì mình vẫn canh nó ở những cái vùng khoảng 275 đến 28 nó sẽ là những cái vùng gom đối với những con này nhá những con này thì động lực của nó rất là khỏe đấy thì mình đánh giá là nó mà test lại về thì chúng ta hoàn toàn có thể mua được HCM ok BWE cũng là một trong những cổ phiếu mà nó có thể là nó sẽ đi ngược thị trường nên là nếu mà nó có những cái nhịp tiết lại này các anh chị cũng có thể làm sao có thể mua được nhá test về những cái vùng khoảng 45 40 uh, 40 45 đến 45 nó sẽ là những cái vùng mà chúng ta có thể làm sao kê mua được chưa còn trong trường hợp mà ngày hôm trước nó có tiền mồi này hôm nay nó kiệt thanh khoản lại này, này hôm nay nó test cung này và ngày mai mà nó gọi là bùng lên một cây nữa ấy. các anh chị cũng có thể đánh nhá đấy một là nó phải test lại hai là nó bùng lên thì chúng ta đánh đi chợ thì đấy nó sẽ là những cái trạng thái của cổ phiếu đi ngược ví dụ như là TCO này đấy, nó bùng nổ lên một cây phát nó đi ngược nó bùng nổ lên cây phát xong rồi ngày hôm nay nó trần tiếp luôn đi chợ đấy những con đi ngược thì nó gần như là nó đánh nó không theo thị trường đâu nên là chúng ta có thể chú ý đi chợ à... BCM này cũng là một trong những cổ phiếu mà nó làm sao đấy đoạn vừa rồi thị trường nó điều chỉnh nhưng mà con này làm sao gần như đi ngang nhỉ đi ngang kiệt thanh khoản thì với những con kiệt thanh khoản này nhá đấy cứ phiên bùng nổ chúng ta có thể mua được được chưa đặc biệt là sau khi thị trường chỉnh được chưa quan trọng là cái thời điểm này này thị trường của chúng ta nó bùng nổ ấy là bùng nổ sau khi thị trường nó điều chỉnh thì những con này chúng ta có thể mua được được ạ bcm chú ý nhá bùng nổ lên chúng ta có thể mua được còn nó rũ thì thôi cứ từ từ được chưa bởi vì những con này không biết là nó sẽ đi chậm đến bao giờ đâu bởi vì chúng ta chưa thấy dòng tiền mà được chưa có những cái con mà chúng ta mua khi mà nó điều chỉnh ấy, Là những con mà nó đã có dòng tiền vào rồi Thì chúng ta mới mua khi mà nó điều chỉnh Đấy Mấy kê mua khi điều chỉnh Ví dụ như HCM đấy à, CTG đúng không? Đấy thì những con này chúng ta mới kê mua khi điều chỉnh thôi Bởi vì bản chất nó đã có dòng tiền vào rồi Hay NIF này đúng không? Đấy tại sao con NIF này thì mình lại đề cập là cái chị Điều chỉnh cái chị mua được bởi vì là sao? Nó đã có dòng tiền vào rồi, nó đã bùng nổ lên rồi Đấy chưa? Bây giờ nó test lại thì các anh chị hoàn toàn có thể làm sao? Kê mua. Nhá. Yeah chú ý cho mình à, nói chung là mình thấy là đa phần mọi người ở cái những cái phiên này là sẽ sẽ có cái tâm lý là 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 là, là chán nản đối với thị trường đấy nhá nhưng mà đối với mình thì mình thấy là đây nó lại là những cái cơ hội để chúng ta làm sao thăm dò chưa những cái nhịp này nó vẫn là những những cái nhịp thăm dò thôi bởi vì bản chất khi mà thị trường nó phải vào sóng ấy nó phải đủ cho mình đủ ba yếu tố này, này thì nó mới là cái gọi là cái thời điểm kiếm tiền chính Đấy các anh chị nào mà xác định là nếu mà các anh chị cầm phun tiền đoạn này và các anh chị chờ đến lúc mà nó xuất hiện lên này thì các anh chị phải xác định là các anh chị sẵn sàng mua đuổi được. Được chưa? Còn đối với những anh chị nào mà yếu trong cái, cái trạng thái là sẵn sàng mua đuổi thì phải sẵn sàng cho mình là khi thị trường nó test lại thế này các anh chị phải làm gì phải cố gắng lấy được những cái vị thế nó nó tốt nó ở những cái vị thế mà giá nó nó ở những cái mức chiết khấu nhá yeah. để làm gì để đến lúc mà thị trường nó kéo lên chúng ta sẽ có được cái vị thế tốt thì chúng ta mới đánh nó nó mới nó mới yên tâm được chưa? thì đồng thời với cái việc mà cái chị lấy vị thế sớm thì trong trường hợp thị trường xấu thì chúng ta cũng phải làm sao phải chấp nhận những cái khoản rủi ro nó, nó ở cái mức gọi là thấp để chúng ta xử lý nhá. Yeah. Đấy bao giờ mà lợi nhuận nó chả phải đi đôi với rủi ro đúng không ạ? Đấy muốn muốn đánh gọi là đánh từ chân sóng thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái rủi ro là chúng ta sẽ phải cắt nhá yeah. phải cắt nhưng mà mình đánh giá là đấy nói thật là với những cái vùng mua đây này thì mình đánh giá là nó nó không không quá ngon nhá vùng mua đây này, thì không quá ngon nhưng mà vùng này thì nó lại là rất là ngon đấy chúng ta chú ý cho mình nhá ở đây thì không ngon đâu nhưng mà về những vùng này thì nó lại là rất là ngon nhá đấy giống như là đoạn này này đấy mua đuổi đây không ngon nhưng mà về những vùng dưới này lại là ngon để chặn nó test lại nó mới là ngon những cái phiên mà nó test lại nó mới là ngon nhá chúng ta chú ý À. Được rồi, thì bản chất cái phiên ngày hôm nay thì mình cũng chỉ muốn trao đổi với các anh chị. À, thứ nhất đó chính là cái phiên mà thị trường nó rũ này này. nó không đi kèm với thanh khoản lớn, nghĩa là nó không có một cái trạng thái lực cung nó ao ra. Được chưa? Thì mình đánh giá đây nó không phải là những cái tín hiệu rủi ro mà các anh chị gọi là sợ hãi thị trường này và các anh chị gọi là rời bỏ và các anh chị sẽ làm sao? Không để ý nên chứng khoán nữa nhá. Đấy mà đây nó sẽ là những cái tín hiệu mà các anh chị cần phải chú ý bởi vì nó sẽ là những cái bước ngoặt đấy đấy những cái thời điểm mà thị trường nó nó đi ngang nó rũ bỏ những cái nhà đầu tư mà yếu kém ở đây bằng những cái cây nến được chưa những cái phiên mà nó rũ thanh khoản không quá lớn Đấy, thể hiện là cái trạng thái mọi người gọi là gì nhỉ không chịu được nữa thì lôi hàng ra bán đấy không chịu được nữa lôi hàng ra bán. Chứ đoạn này thì nói thật làm gì đã có những cái dấu chân của tổ chức ừ, thoát hàng đâu đúng không ạ đấy nó phải có những cái trạng thái dấu chân tổ chức nó thoát hàng cái này thì nó mới là xấu nhá nó mới là rủi ro chúng ta phải chú ý đây dấu chân tổ chức thoát hàng này thì nó mới là rủi ro được chưa đấy dấu chân tổ chức thoát hàng nó mới là rủi ro được chưa nó mới là những cái mà chúng ta cần phải đề cập đến rủi ro còn thị trường nó rũ này nó là bình thường nhé 10 điểm nó là bình thường các anh chị ạ bao giờ trước khi nó vào sóng nó chả thế nhé cái quan trọng ấy là thị trường của chúng ta nó test xong ấy thứ nhất là nó sẽ cho chúng ta những cái vị thế hồi phục tốt các anh chị nào đánh ngắn cũng được và cái quan trọng nữa ấy, đó chính là sau khi thị trường nó test xong ấy thì thường là siêu cổ phiếu sẽ xuất hiện Nhá. cái đấy nó mới là cái quan trọng cơ nó mới là cái mà mục tiêu mà mình hướng đến đấy chứ? ví dụ này sau khi test xong này siêu cổ phiếu ví dụ như là Viettel Post CTG MBank Techcombank GVR CFV ship các thứ vào sóng nhá đánh những cái cổ phiếu như vậy nó mới là những cái thời điểm mà để chúng ta làm sao tăng vốn nhá chứ bây giờ các anh chị cứ đánh ngắn gọi là đánh lướt 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 thì gọi là nó chỉ là phục vụ cho các anh chị về một cái cái trạng thái ngắn hạn thôi nó thể hiện một cái trạng thái là gọi là nó phục vụ cho các anh chị trong cái cái tâm lý ngắn hạn rồi đúng không? Chứ bản chất là các anh chị đánh lướt đi lướt lại thì lúc được lúc thua ấy mà đúng không? Các anh chị có công nhận không? Các anh chị tham gia vào thị trường ngắn hạn thì nó gọi là các anh chị duy trì trên thị trường để chúng ta không bị rời bỏ thị trường này đúng không? Đến khi mà nó có cơ hội tốt thì lúc ấy chúng ta đánh đánh ổn in full margin được chưa? Thì chúng ta sẽ kiếm một khoản lớn lớn. Ok các anh chị nha ngày hôm nay thì à, cái nội dung thì mình cũng trao đổi đến đây thôi và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái phiên sau và hy vọng rằng chúng ta sẽ có được những cái à, tín hiệu tích cực từ thị trường trong nhịp sắp tới đấy. với mình thì mình thấy là một phiên mà thị trường nó mở biên thế này nó đang báo hiệu cho chúng ta là sắp tới nó sẽ có những cái bước ngoặt đấy, đấy giờ, nó sẽ có những cái bước ngoặt mà các anh chị không có sự chuẩn bị thì thì là chúng ta sẽ rất là bị động nhá đấy cổ phiếu thì mình thấy là sương sương là như thế đi nhá sương sương là như thế là những cái cổ phiếu mà mình vừa phân tích với các anh chị nó đều là những cổ phiếu khỏe mà nói thật nếu các anh chị đánh những cổ phiếu đấy thị trường nó có rung lắc điều chỉnh rung rũ thì bản chất những cổ phiếu của đấy của các anh chị nó cũng không phải là những cái cổ phiếu mà nó nó làm cho các anh chị kẹt hà đúng không đấy gần như là những cổ phiếu này nó là những cái cổ phiếu khỏe đấy, điều chỉnh nó cũng không nó cũng sẽ là những cái cổ phiếu mà nó bị điều chỉnh sau cùng đấy ngày hôm nay nam long này rũ phát này chiều rút chân ngay lực cung không quá lớn đấy, lực cầu rũ phát là làm sao có lực cầu quay trở lại ngay được kdh này. kdh mà về những cái vùng khoảng 36 năm nhá là những vùng chúng ta gom gom trở lại được luôn chưa rũ về đấy là gom lại ngay cho mình Còn nhất là nếu mà nó làm sao nó cứ lình xình nó giảm và nó kiệt thanh khoản ở đây thì lại cực kỳ ngon luôn đấy, những cái con mà nó tích lũy như này chúng ta phải chú ý đến nhá À. để mình xem một HDG trao đổi rồi đúng không ạ? Đấy. HDG trao đổi rồi. À, VLB này, đấy. Con này là một trong những cổ phiếu mà nó đi ngược thị trường đấy. Nên là chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp nó rung lắc điều chỉnh, chúng ta có thể mua lại những cái điểm mà nó bùng nổ lên này, này. Được chưa? Những cái điểm test test điểm bùng nổ này, khá là hay nhá đấy. Mua những cái điểm test này, này, nó giống như NIF này. Được chưa? Mua những cái điểm test này, này. Đấy, nó sẽ là những cái điểm mà chúng ta có thể làm sao đặt cược được Nhá đấy BWE vậy đấy là những cái cổ phiếu đi ngược mà chúng ta chú ý đấy chưa trong cái giai đoạn thị trường nó hồi phục ấy thì chúng ta sẽ chú ý đến hai cổ phiếu một là những cái cổ phiếu mà nó nó bùng nổ mạnh và nó bị chiết khấu chiết khấu lớn và thứ hai là những cái cổ phiếu mà nó đang có cái dấu hiệu đi ngược thì những cái cổ phiếu đi ngược ấy, thường nó sẽ nó sẽ chạy nó sẽ rất là phiêu đấy ok nên là nội dung ngày hôm nay thì mình có trao đổi đến đây thôi và hẹn gặp lại các anh chị trong những phiên sau nhá đấy, hẹn gặp chị hẹn gặp các anh chị trong những video sau nếu mà thị trường nó có những cái tín hiệu tích cực thì lúc đấy chúng ta sẽ làm sao các anh chị biết rồi đấy nhá. ngày mai mà nó có một phiên rút chân đấy và nó làm sao nó lấp lại gần hết cái cây nến này, này thì các anh chị biết rồi đấy là nó sẽ bắt đầu vào một nhịp phục hồi nhá đấy và phục hồi này nó có vào sóng hay không thì nó sẽ phải phụ thuộc vào ba yếu tố đúng không đấy nếu mà nó vẫn chưa đủ ba yếu tố này thì nó sẽ cần phải test nữa được chưa đấy thì đây nó mới chỉ là nhịp test lần một thôi nhá ok bye bye các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau nhá bye bye nếu các anh chị nào có nhu cầu tham gia vào du khuyến nghị của mình để chúng ta sẽ cập nhật những cái danh sách cổ phiếu đây này cái quan trọng của chúng ta ấy, uh, thứ nhất là kịch bản đúng không đấy cụ thể chiến lược đây đây chỉ là một phần trong cái kịch bản mà mình trao đổi với các anh chị thôi nhé đây còn chiến lược này, này đấy mình có trao đổi với các anh chị cuối tuần đấy để chúng ta có cái sự chuẩn bị với từng đây kể cả mình có trao đổi với các anh chị này lưu ý này nếu thị trường chúng ta đi theo kịch bản một này đúng không là tiếp tục điều chỉnh thì sau khi test thành công một hai năm kịch bản 2 sẽ vẫn đánh tương tự đấy cái kịch bản hai là cái kịch bản mà thị trường nó hồi phục đấy nhá nên là chúng ta phải chú ý đấy được chưa trao đổi với các anh chị này đấy, test lần 1 này đúng không test lần 2 này được chưa đấy kịch bản rất là rõ ràng đấy và mình cứ bám theo cái kịch bản như vậy mà đánh thôi nhá đây còn đây là cổ phiếu này đâu nhỉ à, đây danh mục phải đúng không đấy danh mục này cứ về những cái vùng gom thì chúng ta triển thôi đúng không ạ triển thôi triển mà đánh thôi nên là nếu mà các anh chị nào mà Khả năng là nếu ngày mai mà nó có một cái pha rũ sớm Thì nó sẽ là những cái vùng mà chúng ta hoàn toàn có thể Nhặt sớm được nhá Đấy nên là các anh chị nào mà uh, chưa tham gia vào du khuyến nghị Thì uh, liên hệ với mình sớm nhá Ok, bye bye các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau Bye bye